các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Câu nói này cha muốn Tuấn và Hồng cố gắng ghi nhớ. Người trông ấy là người kính sợ Chúa và chuyên làm việc thiện thì sẽ có được vợ hiền. Tình yêu gia đình diễn tả tình yêu ba ngôi Thiên Chúa, tôn trọng lẫn nhau để giữ vững tình yêu gia đình. Yêu thương nhau thì hy sinh cho nhau, hy sinh từ lời nói, hy sinh từ hành động để chúng ta biết quan tâm đến nhau, tôn trọng nhau và xây dựng một tổ ấm. Chúc cho các con tình yêu mãi mãi và đến tận thiên đàng chúng ta vẫn còn yêu nhau. Phúc lộc dư tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc. Con cái của người từ nhỏ quý sinh trời như cây tuyệt vời hiền thế ban vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai kiên cố, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh. Anh là Geronimo Nguyễn Văn Tuấn, nhận em Teresa Hồng làm vợ của anh. Em là Teresa Hồng, nhận anh Geronimo Tuấn làm chồng của em. Và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Để yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Phúc lộc dư tràn đổ trên nhà người, phúc lộc mưa nguồn với bao hạnh phúc. Con cái của người từ nhỏ quý sinh trời như cây tuyệt vời hiền thế ban vui cười. Thật là hạnh phúc cho ai kiên cố, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một trời. Em Teresa Hồng, xin em hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Geronimo Tuấn, xin anh hãy nhận lấy chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Đó là ân lộc Chúa ban đầy tay, nhưng ai tôn sơ kính yêu một Chúa, xin Chúa cho người được xem thấy mãi ngày giá niềm tin đạt hiền lắm trong lâu dài. Thật là hạnh phúc cho ai kiên cố, cho kẻ đơn sơ tim luôn ngây thơ, lòng không kiêu hãnh nhưng luôn trung trinh bên yêu một Chúa. Hôm nay là ngày hồng phúc, ngày dấu ấn linh thánh trong cuộc đời chúng con, ngày chúng con ký kết giao ước tình yêu của chúng con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Chúng con thành tâm tri ân Đức Cha Đa Minh đã về dâng thánh lễ cầu nguyện cho chúng con. Chúng con cảm ơn Cha Chánh Xứ đã giúp chúng con hoàn thành giáo lý hôn nhân theo luật Hội Thánh. Thánh lễ hôm nay được trang trọng, sốt sáng là nhờ sự tận tình phục vụ của các ban ngành, đoàn hội, quý chức và hết thảy mọi người. Chúng con cảm ơn bố mẹ đã lo cho chúng con được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương.